Xin được trân trọng đón chào sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu khách quý. Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Bài hát Tự hào nhà giáo Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước với phần thể hiện của tập thể thầy và trò Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng đã chính thức mở màn cho buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2014 ngày hôm nay. Xin nồng nhiệt đón chào sự hiện diện của quý vị. Sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lên phát biểu. Trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý. Kính thưa các cô giáo, thầy giáo, thưa các đồng chí và các bạn. Hôm nay, tại thủ đô Hà Nội, chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2014. Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi xin trân trọng gửi tới Chủ tịch nước, các vị khách quý đại biểu, các cô giáo, thầy giáo, các đồng chí và các bạn những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lên trao danh hiệu và tặng hoa cho 39 nhà giáo nhân dân. Xin trân trọng kính mời. Xin chúc mừng ông Lưu Xuân Giới, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ông Lưu Xuân Giới có 38 năm công tác trong ngành giáo dục. Phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều trong 5 năm qua đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 năm 2013. Xin trân trọng kính mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ cùng chụp ảnh cùng với các nhà giáo nhân dân được trao tặng danh hiệu cao quý trong chương trình hôm nay. Một lần nữa xin toàn thể quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng những nhà giáo nhân dân của chúng ta được vinh danh trong chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và xin chúc mừng các thầy cô giáo. Xin được trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và cảm ơn các thầy cô giáo và xin trân trọng kính mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ nán lại đôi phút. Kính thưa toàn thể quý vị, thời gian qua lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác giáo dục. Và trong chương trình hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới tham dự chương trình động viên khích lệ tinh thần các thầy cô giáo. Và sau đây xin trân trọng kính mời Chủ tịch nước sẽ có đôi lời phát biểu động viên các thầy cô. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo thân mến, các cháu học sinh, sinh viên yêu quý. Hôm nay tôi thật sự rất vui mừng đến dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi đến các vị đại biểu có mặt tại đây cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đào tạo trong cả nước lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo cô giáo cùng các cháu học sinh, sinh viên yêu quý. Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu, bản sắc văn hóa của dân tộc ta, được hình thành, vun đắp, trao truyền qua biết bao thế hệ, góp phần tạo nên nền văn hiến Việt Nam với bề dày lịch sử của hàng nghìn năm. Từ xưa đến nay, nghề thầy giáo
luôn được xã hội tôn vinh là nghề cao quý. Các thầy, cô giáo luôn được các tầng lớp nhân dân kính trọng. Các thế hệ người Việt Nam luôn khắc ghi câu công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy trong tâm khảm của mình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội? Vì vậy, nghề thầy giáo rất là quan trọng. Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục thì nói gì đến kinh tế, văn hóa. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, thưa các thầy cô giáo, những lời hát tươi vui rộn ràng và dạt dào tình cảm với các thầy cô của các em thiếu nhi Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội cũng đã khép lại buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2014 hôm nay. Xin được thay mặt ban tổ chức một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh, các cơ quan thông tấn báo chí và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn, thành đạt và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào tạm biệt. Trọng đạo, truyền thống văn hóa đáng quý của dân tộc Việt Nam, giá trị truyền thống vĩnh hằng trong tâm thức, trong quan niệm, trong đạo lý của người Việt.